Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, kính thưa quý cụ, cao niên, quý niên trưởng trong cộng đồng, kính thưa tất cả các anh chị em Liên minh Dân chủ, kính thưa tất cả quý vị truyền thông, báo chí và toàn thể đồng bào có mặt trong ngày giỗ thứ 25 của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Kính thưa quý vị, tôi nhớ có một câu chuyện cổ kể rằng một hôm nọ trong khu rừng, muôn loài đang sinh sống thì bỗng nhiên có một cơn hỏa hoạn, khu rừng bị cháy. Và có một con gà rừng may mắn nó vượt thoát được cái đám lửa cháy đó. Và con gà rừng đó nó bay đi ngậm nước để về phun vào đám lửa cháy, để mong dập tắt được cái đám lửa cháy, để cứu đồng loại và bao nhiêu sinh linh ở trong khu rừng đó. Thì có một vị trời đế thích biết chậm con gà rừng lại, mới hỏi rằng: này chú gà rừng ngu ngốc, chú có biết đám lửa cháy bao lớn, cái miệng chú bao lớn, cái khả năng chú bao nhiêu mà chú mong rằng chú dập tắt đám lửa cháy đó? Có phải chú làm cái chuyện hoài công vô ích không? Con gà rừng ôn tồn lễ độ thưa rằng: dạ thưa ông, tôi biết cái miệng tôi rất bé, cái khả năng của tôi có hạn, nhưng tôi không thể nào ngồi yên cái nhìn thấy lửa thiêu đốt đồng loại của tôi và bao nhiêu sinh linh khác còn đang bị triệt ngập trong biển lửa, cho nên tôi phải đi làm cái việc đó. Tôi phải ngậm nước để tôi phun vào đám lửa cháy. Dù sức tôi có hạn, nhưng tôi phải làm đến sức cùng lực kiệt. Hình ảnh con gà rừng đó nhìn cuộc đời của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, chúng tôi thấy giống, vô cùng giống. Ông đã làm, đã dấn thân, đã phụng sự, đã hy sinh, cho đến ngày cuối cùng ông bỏ thân tứ đại ở tại Ba Lan, trên con đường đi đến Hòa Lan để học. Một người đã bị ung thư, một người đã đến cái mức là không còn sức, nhưng vẫn dấn thân, vẫn cố gắng, vẫn nỗ lực. Đó là tấm gương rất lớn, tấm gương sáng cho tất cả chúng ta học hỏi và noi theo. Đó là lý do tại sao mà chính bản thân chúng tôi đem hình của giáo sư Ngọc Huy phụng thờ tại chùa Pháp Vân từ nhiều năm qua. Chúng tôi làm việc đó không phải vì thân nhân giáo sư Huy yêu cầu hay là gì hết, mà vì tôi ngưỡng mộ cái tinh thần dấn thân phụng sự dân tộc, quê hương, đất nước của giáo sư Huy. Chúng tôi xin được nghiêng mình kính cẩn trước ý ảnh của người và xin cầu chúc tất cả các anh em Liên minh Dân chủ cùng với tất cả chúng ta hãy chân cứng đá mềm, cứ tiếp tục đi theo con đường của giáo sư đã đi. Xin cảm ơn quý vị. Ở tại Toronto, chúng ta có một cái viên ngọc quý ở tại đây. Người đã từng nghiên cứu và làm biên soạn rất nhiều sách vở về lịch sử của Việt Nam, cũng như là những cái biến cố ở Việt Nam và ở tại hải ngoại. Cộng đồng ở tại đây thì như chúng ta nói đó, ở người xa thì biết rất nhiều về anh Trần Gia Phụng. Ở tại đây chúng ta cũng biết rất nhiều về Trần Gia Phụng, nhưng chưa, những anh em ở xa, những anh em chiến hữu của chúng tôi chưa có dịp để mà gặp và biết mặt, cũng như là
chào hỏi anh Trần Gia Phụng. Do đó chúng tôi mới có nhã ý là mời anh Trần Gia Phụng ngày hôm nay lên để phát biểu cảm tưởng mình, chia sẻ những ý tưởng của mình về thế đứng cũng như là cái di ảnh, di sản của cô giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã đóng góp gì trong lịch sử Việt Nam. Anh Trần Gia Phụng sinh ở Quảng Nam, anh tốt nghiệp sử địa ở sư phạm Huế năm 1968, tốt nghiệp cử nhân khoa học Đại học Khoa học Huế năm 1965, Trước năm 1975, anh là giáo sư trung học ở trường Trung học Phan Châu Trinh ở Đà Nẵng. Một số những sách biên khảo mà chúng ta đã nghe rất nhiều và anh em đã thấy rất nhiều ở trên Internet, mà cho đến giờ phút này anh đã sản xuất được thì như 6 hay là 7 cuốn Việt sử Đại Cương đã in và một số đã được tái bản trong những ngày tháng gần đây. Mà một trong những cái tập mà chúng ta thấy, tức là cái huyền thoại về Hồ Chí Minh, thì đã được rất nhiều người ca tụng về cái biên khảo này để mà đưa đến cái bộ mặt thật của Hồ Chí Minh như thế nào để cho cộng đồng Việt Nam, cộng đồng thế giới và đặc biệt là những con em của chúng ta hiện tại bây giờ sống ở trong nước biết cái sự thật, cái bộ mặt của Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu anh Trần Gia Phụng, xin có một vài lời cảm tưởng với cô giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Xin mời anh Phụng. Dạ, kính thưa ban tổ chức, kính thưa các bậc trưởng thượng, thanh niên trưởng, kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần ở tại Toronto, kính thưa thượng nghị sĩ và bàn Ngô Thanh Hải, và thưa toàn thể quý vị quan khách. Trước hết, tôi xin cảm tạ ban tổ chức đã tạo cơ hội cho tôi phát biểu những suy nghĩ nhân lễ tưởng niệm cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, một vị giáo sư mà tôi hằng kính trọng, và phát biểu những suy nghĩ này với tư cách cá nhân một cái khách mời hôm nay. Và chúng tôi xin cảm ơn những cái lời giới thiệu nồng nhiệt của anh Lê Minh Tuấn. Kính thưa quý vị, có thể là do ảnh hưởng của những lời ru của mẹ khi còn nằm nôi, cho nên người Việt chúng ta ai cũng thích thơ văn cả. Riêng tôi ở tuổi trung học, tôi thường chép những cái bài thơ hay vào một cái tập riêng. Và những cái bài thơ hay với tôi lúc đó, với cái tuổi học trò, là những cái bài thơ lãng mạn và những cái bài thơ hùng tráng. Trong số những cái bài thơ hùng tráng đó, thì có hai bài mà tôi nghĩ là không phải riêng tôi mà ai cũng thích, là bài Hổ Nhớ Rừng của Thế Lữ và bài Anh Hùng Vô Danh của Đặng Phương. Thế Lữ là một thi sĩ của Từ Lượng Văn Đoàn cho nên đa số ai cũng biết, nhưng mà Đặng Phương thì ít người biết. Tại vì chúng tôi lúc đó hồi còn nhỏ không biết ông Đặng Phương là ông nào mà ông làm thơ hay thế. Và dù không biết ông Đặng Phương là ai, không biết xuất xứ của cái bài Anh Hùng Vô Danh từ sách vở nào, nhưng chúng tôi đã học thuộc lòng cái bài thơ này. Thưa quý vị, là thú thật, cho đến trong này tôi không có chép lại cái bài thơ, nhưng mà tôi có thể đọc trả bài cho quý vị cái bài Anh Hùng Vô Danh. Họ là những anh hùng không tên tuổi, sống âm thầm trong bóng tối mênh mông, không bao giờ được hưởng ánh quang vinh, nhưng can đảm và tận tình giúp nước. Họ là kẻ từ nghìn năm thuở trước đã phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu, vân vân và vân vân. Tôi xin để cho nó giảm thời giờ vẫn tương. Và phải thú thật với quý vị là cho đến lớn lên, khi vào đại học, thì chúng tôi mới biết cái xuất xứ của cái bài thơ Anh Hùng Vô Danh là từ trong cái thi tập Hồn Việt của Đặng Phương. Và chúng tôi mới biết Đặng Phương chính là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Nhất là cái khi mà giáo sư Nguyễn Ngọc Huy lập ra cái đảng Tân Đại Việt và phong trào quốc gia cấp tiến năm 1964.
Và giáo, trong hai cái tổ chức này, giáo sư Huy là một cái nhân vật quan trọng. Và những cái phát biểu sau đây, như tôi thưa quý vị, là những cái ý kiến cá nhân của tôi mà thôi. Ý kiến thứ nhất của tôi đó là Nguyễn Ngọc Huy là một người hiếu học, một người cầu tiến và một người tự lực. Ông xuất thân là chỉ là cao đẳng tiểu học. Cao đẳng tiểu học là những người lớn tuổi ở đây biết, tức là các bằng thần chung hay bằng diploma. Và cái thời kỳ của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đó, nhất là ví dụ như Bắc Lai ở đây biết, thời kỳ đó cao đẳng tiểu học ăn đậu diploma đi làm ở đây mình ghi là thư ký hành chánh. Thư ký hành chánh tức là secretary resident. Mà quý vị biết secretary resident đó là quan trọng lắm, phụ tá cho ông đốc sứ của Pháp. Cho nên cái người secretary resident đó, khi mà chính quyền Pháp mà chuyển qua chính quyền quốc gia Bảo Đại đó, thì ông thư ký tòa sứ đó có thể lên làm tỉnh trưởng. Tôi nói như vậy là nó là một cái cấp bậc lớn chứ không phải là cấp bậc nhỏ như là trong một số sách họ không nghĩ mà họ viết. Và nhưng mà từ một cái người đậu cao đẳng tiểu học và có lương bổng hậu hỷ, có một đời sống cũng sung túc, nhưng mà ông vẫn cố gắng tự học và lần lần lên tới tiến sĩ. Cái điều này rất là quan trọng, mà nhất là chúng ta đó, rất nhiều người trải qua cái kinh nghiệm này. Là tại sao từ cái bằng cấp ở Việt Nam qua đây chúng ta phải học lại, thi lại. Tại vì ở Canada người ta không công nhận cái bằng ở Việt Nam. Ở Mỹ thì nó công nhận, mà Canada nó không công nhận. Cho nên khi thi lại, học lại rất là khó khăn. Và nhiều người đã phải bỏ cuộc, kể cả một số bác sĩ bỏ cuộc. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy từ một cái anh đậu thành chung mà lên tới cái tiến sĩ cao nhất của cái học vị của chúng ta đó, là một cái điều tôi thấy đó là một cái gương hiếu học rất là quan trọng cho tất cả trẻ. Thứ hai đó, Nguyễn Ngọc Huy là một cái người yêu nước, một người trung thành với cái lý tưởng quốc gia dân tộc. Lòng yêu nước của ông không phải chỉ thể hiện ở thơ văn, mà lòng yêu nước của ông còn thể hiện trong hoạt động. Tức là nói với người xưa, ông là người tri hành hợp nhất. Tức là việc mình biết và việc mình làm là một. Chứ không phải mình biết rồi mình nói trên mây trên gió, rồi còn mình làm thì mình làm cái chuyện khác. Thì Nguyễn Ngọc Huy là một cái nhân vật đặc biệt. Và ông đã hoạt động, không ngừng hoạt động để phục vụ quốc gia dân tộc cho đến cuối đời. Thứ ba, Nguyễn Ngọc Huy là một cái người trung thành, tận tụy và hy sinh. Chúng ta thấy rằng là khi mà ông Nguyễn Ngọc Huy đứt gánh giữa đường rất sớm, bà vợ ông chết sớm, nhưng ông vẫn trung thành với vợ cho đến cuối đời. Cái này rất khó chứ không phải là dễ thưa quý vị. Nhất là trong tay mình là có ba đứa con dại nữa. Thành thử ra đây là một cái điều, cái tính trung thành mình thấy rõ trong cái tính tình của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Và từ cái trung thành trong gia đình, ông trung thành với Tổ quốc. Ông đã hoạt động không ngừng và giữ vững cái đường lối chính trị của mình, chấp nhận lưu vong từ lần thứ nhất năm 1955. Cuối năm 56, cuối năm 63, khi mà chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, thì giáo sư Huy về nước. Và lúc đó, ông Nguyễn Tôn Hoàng được mời làm Bộ trưởng Nội vụ, và giáo sư Nguyễn Ngọc Huy được ông Hoàng giao cho làm Đồng lý văn phòng. Nhưng mà sao ông Hoàng phản đối Nguyễn Khánh về cái vấn đề hiến chương Vũng Tàu, mà quý vị biết đó, thì giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng từ chức luôn. Thứ tư, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là người luôn luôn tích cực vươn lên dầu hoàn cảnh khó khăn. Nhân sinh quan của ông rất là lạc quan. Thời trẻ ông đã từng biết những người sống là những người biết sống, là những người không chịu đựng đứng khoanh tay. Sau vụ Nguyễn Tôn Hoàng từ chức thì nội bộ Đại Việt có phần chia rẽ, là vì cái quan điểm về cái chiến lược phát triển và chiến lược chống Cộng. Cho nên
đã chia ra làm hai, và giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã cùng với ông Phan Thông Thảo đứng ra tổ chức cái đảng Tân Đại Việt. Và đảng Tân Đại Việt cùng một số đoàn thể khác lập ra phong trào quốc gia cấp tiến do các nhân vật Tân Đại Việt lãnh đạo là giáo sư Nguyễn Văn Bông và giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Thưa quý vị, người xưa nói tấn vi quan, thối vi sư, tức là tiến ra thì làm quan mà lui về thì làm thầy. Thì Nguyễn Ngọc Huy thi hành thực hiện cái câu này. Và sau những cái biến cố chính trị đó, thì giáo sư Nguyễn Ngọc Huy lúc đó với đã về dạy ở tất cả hầu hết những các cái trường đại học ở tại Việt Nam. Và khi diễn ra hội nghị Paris thì ông lại trở ra với tư cách một cái chuyên viên để tham gia các phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa dự hội nghị Paris, và sau đó với tư cách chuyên viên trong cái hội nghị La Saint-Cloud giữa Việt Nam Cộng Hòa và Mặt trận Giải phóng Việt Nam. Nhưng mà trước sau thì Mặt trận Giải phóng Việt Nam cũng lật lòng, cho nên giáo sư Nguyễn Ngọc Huy lại rút lui. Như thế, rõ ràng giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã cố gắng hoạt động không ngừng từ trong nước ra nước ngoài. Và đúng như lời ông trong bài thơ Quyết Sống, ông viết năm 1950 là lúc hết hơi mới biết đến mặt trời, và nhắm mắt lại mới đành thôi hoạt động. Đó là cái tên đặc tính thứ tư, trung thành, kiên quyết, cương quyết của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Đặc tính thứ năm, riêng tôi, là tôi xin thưa chuyện riêng tư một chút, là vì tôi là một cái người học sử, cho nên tôi thích nhất trong cái kho mà sách của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy để lại, thì tôi thích nhất là bộ Quốc Kiều Hình Luật do giáo sư Nguyễn Ngọc Huy phiên âm. Cái bộ này bằng chữ Nho, xuất hiện dưới thời Lê Thánh Tông và triều đại nhà Lê, mà ông là phiên âm. Bởi vì quý vị nhớ là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy giỏi ba ngôn ngữ, ngoài tiếng Việt đương nhiên thì còn giỏi chữ Nho, tức là chữ Hán, giỏi chữ Pháp bởi vì ông đổ ở Paris, và giỏi cả tiếng Anh nữa. Thì cái quyển Quốc Triều Hình Luật thì giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã phiên âm, rồi dịch nghĩa, rồi giải thích, chú thích. Và cái bộ sách này đề cập đến luật pháp Triều Lê. Và tôi nghĩ rằng là giáo sư Huy chú trọng đến cái luật pháp Triều Lê là vì chính cái lý tưởng của giáo sư Huy là muốn tổ chức một cái xã hội pháp trị dựa trên căn bản pháp luật, hiến pháp rõ ràng. Cho nên ông đã phiên âm, đã làm cái công trình này. Và công trình này đóng góp rất lớn trong cái việc mà nghiên cứu của những người viết sử chúng tôi về cái triều đại, riêng triều đại Lê Thánh Tông và cả cái triều đại nhà Lê, cũng như cái luật pháp về trước thời Lê Thánh Tông trở về trước, tức là từ khi lập quốc cho đến thời Lê Thánh Tông. Thì đó là năm cái ý nghĩ, suy nghĩ của tôi về giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Và tôi xin thưa với quý vị là đây là những cái suy nghĩ có tính chất cá nhân và có thể chủ quan, có thể sai. Thì nếu mà chủ quan và sai thì xin quý vị bổ túc và xin quý vị miễn thứ. Xin rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Và người kế tiếp, chúng tôi xin được giới thiệu, đó là dân biểu, cựu dân biểu Nguyễn Văn Tiết. Anh Trần Gia Phụng hồi nãy có đề cập đến phong trào quốc gia cấp tiến. Thì dân biểu, cựu dân biểu Nguyễn Văn Tiết là một trong những người đầu tiên, thành viên đầu tiên trong phong trào quốc gia cấp tiến ở tại Việt Nam. Và đó là lý do mà tại sao ban tổ chức chúng tôi xin anh Tiết chia sẻ một số những kỷ niệm với cô giáo sư Nguyễn Quy. Xin mời anh Tiết. Cảm ơn anh Lê Đình Tiết.
Hôm nay nhân cái giỗ của giáo sư với tư cách là một người học trò và là một thành viên trong Liên minh Dân chủ Việt Nam và trong phong trào quốc gia cấp tiến, tôi xin có vài lời nói về giáo sư. Tôi được biết giáo sư kể từ khi giáo sư về trường quốc gia Hà Tĩnh năm 1965. Lúc đó tôi đang học ban cao học của trường. Sau đó, sau khi ra trường thì tôi có việc làm việc với giáo sư hay là hoạt động với giáo sư trong phong trào quốc gia cấp tiến cho đến Liên minh Dân chủ tại hải ngoại. Do đó, đối với tôi, giáo sư vừa là người thầy, vừa là một lãnh tụ chính trị đáng kính. Trong đời, tôi có hai người thầy. Trong suốt cuộc đời, tôi kính trọng và những tư tưởng của những bài thầy đó đã ảnh hưởng đến cái sinh hoạt chính trị của tôi trong suốt thời gian qua. Người thứ nhất là giáo sư Nguyễn Văn Bông, viện trưởng Học viện Quốc gia Hà Tĩnh, người mà đã bị Cộng sản ám sát chết năm 1971. Người thứ hai là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, mà cả cuộc đời của giáo sư đã hiến thân, đã tranh đấu và hiến thân để phục vụ đất nước trong cái tinh thần hoạt động trước năm 1975 và cho đến khi sau này. Cuộc đời trong sáng và tư tưởng tiến bộ và những lý tưởng phục vụ cao độ của hai vị thầy này đã giúp tôi chọn đúng con đường tranh đấu trong sinh hoạt chính trị, từ việc gia nhập phong trào quốc gia cấp tiến ở trong nước cho đến khi ra hải ngoại hoạt động trong Liên minh Dân chủ Việt Nam. Hôm nay, nhân cái ngày giỗ của giáo sư, tôi xin nói hai điểm. Điểm thứ nhất là vì cái việc thành lập phong trào quốc gia cấp tiến mà giáo sư là một trong những người sáng lập phong trào. Cái thứ hai là tôi nói đến cái sự tham gia phái đoàn và đạp Paris của giáo sư. Trong cái phần thứ nhất thì trước khi mà nói về cái chương trình hay là cái công việc mà thành lập phong trào quốc gia cấp tiến thì tôi xin có vài lời nói về cái hoạt động của giáo sư. Khi nãy ban tổ chức đã có trình bày nói qua về những cái hoạt động của giáo sư, tôi xin thêm bổ túc thêm một vài cái ý kiến riêng của tôi. Là giáo sư hoạt động chính trị khi rất còn trẻ, lúc đó mới 21 tuổi, và trong suốt thời gian 45 năm, giáo sư đã hoạt động tích cực về chính trị với cái tinh thần là muốn nhìn thấy một nước Việt Nam tự do và tiến bộ. Do đó mà sau khi giáo sư ở vào đảng Tân Đại Việt, vào đảng Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng năm 1945 và đến năm 1964, giáo sư thành lập đảng Tân Đại Việt và phong trào quốc gia cấp tiến năm 1969 là viên Liên minh Dân chủ năm 1981 ở hải ngoại. Bác Châu rất thương mến anh em trong các đoàn thể như ruột thịt, nhưng cái tinh thần của giáo sư là luôn luôn đặt cái quyền lợi đất nước lên trên tất cả, trong đó cái quyền lợi của đất nước trên cái quyền lợi của đoàn thể. Đó là một trong những cái mà giáo sư thực hiện trong suốt thời gian giáo sư. Về phong trào quốc gia cấp tiến,
Tuy là một đoàn thể chính trị mà giáo sư Nguyễn Văn Bông và giáo sư Nguyễn Văn Ngọc Huy đã thành lập từ năm 1969. Nhìn vào cái thành phần của phong trào quốc gia cấp tiến lúc đó, người ta thấy rõ là cái tinh thần đoàn kết của giáo sư, trong đó gồm có thành phần dân cử, thành phần đảng phái và thành phần nhân sĩ. Về cái tổ chức của phong trào quốc gia cấp tiến thì có chủ tịch đoàn, giám sát đoàn và ban chấp hành trung ương. Đặc biệt trong ngày ra mắt phong trào, người ta thấy các khuôn mặt rất trẻ trên bàn chủ tọa, là vì giáo sư đã quan niệm rằng muốn tranh đấu phải có sự tham dự của giới trẻ ở trong đó. Do đó mà trong ngày ra mắt, ở trên bàn chủ tịch đoàn có giáo sư và hai dân biểu rất trẻ, đó là dân biểu Nguyễn Văn Quý và chúng tôi. Nghĩa là trên ba cái bàn mà của ban tổ chức thì trong cái bàn chủ tọa này, giáo sư ngồi giữa, tôi và anh Nguyễn Văn Quý là hai dân biểu lúc đó chưa tới 30 tuổi. Cái bàn giám sát đoàn thì có dân biểu Trần Minh Nhật, lúc đó cũng mới có 30 tuổi. Và trên bàn thư ký đoàn thì giáo sư và anh Trương Vị Trí làm dân biểu, lúc đó mới 27 tuổi. Do đó khi mà chọn những người trẻ như vậy, mặc dầu chưa có kinh nghiệm, nhưng giáo sư nghĩ rằng những người trẻ sẽ đóng góp vào cái việc sinh hoạt chính trị có một cái màu sắc mà mới ăn. Trong cái thời gian đó thì cái thành phần dân biểu trong phong trào quốc gia cấp tiến chỉ có một số, như tôi kể hồi nãy, là bốn anh em đó, có tên là bác sĩ Mã Sái, là năm anh em ở trong phong trào quốc gia cấp tiến lúc đó hoạt động với giáo sư. Cái điều mà riêng cá nhân tôi đó, tôi thú thật lúc đó còn rất trẻ, chưa hiểu nhiều về chính trị, nhưng mà tại sao chúng tôi hoạt động với giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và giáo sư Nguyễn Văn Phong, là vì anh em tin tưởng vào những cái người trí thức dân thần như giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và giáo sư Nguyễn Văn Phong mà chúng tôi đã tham gia vào những hoạt động chính trị, do cái sự tin tưởng những người đó. Sau đó thì tôi nói về cái vấn đề mà ra mắt cái phong trào quốc gia cấp tiến, thì trong cái ngày mà ra mắt phong trào quốc gia cấp tiến đó thì dưới sự lãnh đạo của giáo sư Bông và giáo sư Huy là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong sinh hoạt chính trị dân chủ. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì trước đó thì ở miền Nam mình, cái sinh hoạt chính trị chưa có nền móng dân chủ, mà chính giáo sư Nguyễn Văn Bông và giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là những người trí thức dấn thân tạo ra cái nền móng sinh hoạt dân chủ ở miền Nam lúc đó. Và với sự xuất hiện của những khuôn mặt trẻ ở trong phong trào quốc gia cấp tiến là một cái tín hiệu cho thấy là sự mong muốn của giới lãnh đạo phong trào quốc gia cấp tiến muốn đưa cái luồng gió mới vào trong sinh hoạt dân chủ tại Việt Nam. Và chính nhờ vào những cái
quan niệm mà thay đổi đó, và chúng ta mới có đủ sức để mà đương đầu với cộng sản. Đó là cái chủ trương của giáo sư Bông và giáo sư Huy. Cái điểm thứ hai tôi muốn nói là cái việc mà tham dự hòa đàm Paris của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy được mời tham gia vào cái phái đoàn mà tham dự hòa đàm Paris trước năm 1975. Thì trong phái đoàn đó có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là thành phần các nhân viên của chính phủ. Cái thành phần thứ hai là những người mà nhân sĩ, mà đặc biệt là những người khó tranh đấu ở trong đó. Thì trong cái phần thành phần mà bên chính phủ đó, thì có Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, Đại sứ Phạm Đăng Lâm và ông Nguyễn Xuân Phong cùng một số nhân viên của chính phủ. Nhưng mà về phía mà các đoàn thể hay là cái về phía mà không ở trong chính phủ đó, thì trong phái đoàn đó có giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, luật sư Dương Văn Bách và luật sư Nguyễn Thị Vương. Đó là những người có tinh thần tranh đấu và có uy tín ở trong dân chúng. Do đó mà sự tham dự của giáo sư ở trong phái đoàn là một điều rất là tích cực, làm cho cái phái đoàn có quyền. Tôi không biết rằng ở trong quốc hội anh có tìm hiểu được nhiều về cố giáo sư Ngọc Huy hay là không, và khi ra đây thì anh đã nhìn giáo sư, cố giáo sư Nguyễn Huy như thế nào. Do đó chúng tôi mời anh ra đây để chia sẻ những cái cảm tưởng về cái cuộc đời hoạt động của cố giáo sư Nguyễn Huy. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị khách anh Đặng Chí Hùng. Kính thưa hương hồn giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, kính thưa ông Ngô Thanh Hải là chủ tịch Liên minh Dân chủ, kính thưa tất cả các vị lãnh đạo đoàn thể tôn giáo và thưa tất cả quý vị ở đây. Tôi là một người trẻ sinh sau năm 1975 và gia đình tôi ở ngoài Bắc. Tôi chưa được một ngày nào hưởng không khí tự do ở miền Nam, và tôi cũng chưa được học một bài nào, một bài thơ nào của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, vì chế độ cộng sản không cho dạy những bài thơ đó. Và thưa các quý vị, rất là may mắn bởi vì tôi là một người không phải là nhà văn, không phải nhà thơ, cũng không phải nhà báo, mà chỉ là một người rất là dốt về văn thơ, nhưng tôi lại thích theo chủ nghĩa dân tộc. Chính vì thế, khi mà ở Việt Nam, tôi quyết định dấn thân đi con đường đấu tranh, thì tôi là một người tìm hiểu về chủ nghĩa dân tộc. Và từ đó, giáo sư Nguyễn Văn Bông, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và cụ Ngô Đình Diệm là ba người mà tôi rất kính trọng về tinh thần dân tộc của ba vị đó. Và hôm nay, lần đầu tiên sau 10 tháng, 18 ngày tôi có mặt tại Canada, lần đầu tiên tôi được dự lễ giỗ của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Đây là một vinh dự cho cá nhân tôi và cũng là vinh dự cho những người trong nước đang đấu tranh cho tự do ở Việt Nam. Thưa quý vị, thực tình mà nói về giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, chúng ta đều biết ông là người theo chủ nghĩa dân tộc và ông là một người đấu tranh cho dân chủ tự do tại Việt Nam. Chúng ta đã nói nhiều về giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, tôi xin phép không được nói lại, nhưng tôi chỉ muốn nói cái tâm tư cảm xúc của tôi. Nếu đất nước chúng ta muốn có dân chủ, muốn có tự do theo con đường mà giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã đưa, đó là có hiến pháp tự do, có biên hát dân chủ, thì bắt buộc chúng ta phải xóa bỏ chế độ cộng sản. Nếu còn cộng sản, chúng ta không bao giờ có tự do, không bao giờ có dân chủ. Và thưa các quý vị, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng đã từng nói, đừng nghe những gì cộng sản nói, đừng và hãy nhìn những gì cộng sản làm. Cộng sản Việt Nam, tôi sống trong chế độ và tôi biết từ gia đình tôi cho đến tất cả những người theo cộng sản, họ đều phải có một trái tim của một loài quỷ. Bởi vậy, nếu như chúng ta không chống loài quỷ, chúng ta không thể nào mà có tự do trên dân tộc Việt Nam. Và thưa các quý vị, trước khi rời lễ đài, tôi xin chỉ đọc 4 cái dòng thơ mà tôi rất thích của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã để lại, mà tôi nhớ
đó là cái cảm xúc của cái dân tộc của ông. Bài thơ trong bài thơ Ngọn Đuốc Việt Nam. Ngọn đuốc ấy từ 4.000 năm trước đã được thủy tổ giống rồng tiên đốt lên bằng một ánh lửa thiêng liêng, ánh lửa dũng nung lòng dân tộc Việt. Thưa các quý vị, chúng ta là người Việt Nam, không bao giờ chúng ta được phép quên chúng ta là người Việt Nam, con rồng cháu tiên. Hôm nay chúng ta đứng ở đây, kính mong hương hồn giáo sư Nguyễn Ngọc Huy chứng giám và phù hộ cho công cuộc lật đổ Cộng sản Việt Nam, xây dựng dân chủ tự do Việt Nam chúng ta sớm được thành công. Xin cảm ơn. Đó là những lời rất là chí khí của ông bạn trẻ, và tôi nghĩ rằng sẽ đại diện cho những khuôn mặt trẻ ở tại hải ngoại. Chúng tôi xin cảm ơn rất là nhiều và hy vọng rằng trong tương lai và những cái thời điểm sắp tới là những thời điểm rất là sôi động, và chúng ta thấy được một trong những thay đổi rất là lớn lao, và những thay đổi hy vọng rằng sẽ đem lại cho đất nước một cái ánh vinh hoàng. Tiếp theo đây thì anh em Liên Minh Dân Chủ chúng tôi sẽ có một bài thuyết trình về đề tài kịch bản nào cho Việt Nam trong Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp đến. Đây là những cái phần sẽ đưa ra những cái tiên đoán cũng là những dữ kiện mà rất là nóng bỏng về những sự thay đổi trong Đảng Cộng sản, nội bộ của Đảng Cộng sản. Về phần này thì chúng tôi xin được giới thiệu với tất cả quý vị anh khách một HO của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Anh đã tới Mỹ vào năm 1990 sau 5 năm tù với chế độ Cộng sản. Khi bước tới đất Mỹ không biết một chữ tiếng Anh. Từ năm 1990 cho đến năm 1998, anh đã cố gắng trong cái tinh thần của một chiến sĩ và một nhà giáo. Anh đã đỗ tiến sĩ về giáo dục ở tại Hoa Kỳ. Với cái thành tích đó, anh hiện tại bây giờ đang sống trong tiểu bang của John McCain, Arizona. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị một chiến hữu của chúng tôi, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sản. Được rồi, tôi xin cảm ơn lời giới thiệu của chiến hữu phó chủ tịch của Liên Minh là chiến hữu Lê Đình Tuấn. Và tôi xin đính chính một điểm là tới năm 1998 tôi mới vừa đậu xong cái master và tôi chấm dứt cái chương trình học và đạt cái học vị tiến sĩ năm 2004, chẳng phải là 98. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa quý vị đại diện hội đoàn đoàn thể, kính thưa chiến hữu chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và phu nhân, kính thưa tất cả quý chiến hữu đại biểu của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, kính thưa toàn thể quý vị. Và chúng tôi xin thêm một phần nữa, kính thưa quý vị đại biểu của truyền thông. Trước hết chúng tôi xin cảm tạ quý vị dành cho chúng tôi một số giây phút để trình bày những cái suy nghĩ của chúng tôi, cái kịch bản nào sẽ diễn ra trong cái đại hội đảng lần thứ 12 vào tháng Giêng năm 2000
0816 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị đã từng theo dõi tin tức trong nước trong những ngày qua, chúng ta thấy có rất nhiều biến chuyển. Những cái biến chuyển đó là một cái dấu chỉ để chúng ta có thể suy ra những kịch bản nào có thể xảy ra trong kỳ đại hội 12. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng ngoài cái dấu chỉ đó, chúng ta cũng cần tìm hiểu xem những cái người làm nên kịch bản đó là ai, và những diễn viên của kịch bản là người nào, và thêm vào đó là những cái thế lực áp lực cho kịch bản. Ở đây chúng tôi xin đóng cái khung thời gian từ tháng 10 năm 2012 cho tới hiện nay. Tháng 10 năm 2012 là cái tháng mà ông Nguyễn Tấn Dũng bị đưa ra trước Bộ Chính trị để có một cái biện pháp kỷ luật. Thì tôi xin nghĩa là lấy những cái biến chuyển từ đó cho tới bây giờ. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng vẹn 6 tháng nữa là Đại hội Đảng Cộng sản bắt đầu. Trong vòng 6 tháng đó, tôi nghĩ còn nhiều biến chuyển, còn có thể nói là ly kỳ hơn những cái chuyện mà chúng ta thấy vừa qua. Và chúng tôi xin lần lượt trình bày những cái phần mà tôi vừa nêu lên. Thứ nhất là thiết kế viên của kịch bản. Rõ ràng cái thiết kế viên kịch bản thứ nhất là Trung Cộng. Vì Trung Cộng muốn Việt Nam chịu áp lực về chính trị, kinh tế và cả quân sự để Việt Nam biến thành một cái chư hầu phương Nam của họ. Họ không coi Việt Nam là đồng minh, mà họ chỉ muốn Việt Nam là chư hầu. Họ không cần cam kết bền vững với Việt Nam, mà họ chỉ muốn Việt Nam là một nước phải quy phục lâu dài để thực hiện cái giấc mơ Trung Hoa mà Tập Cận Bình mong muốn. Tôi xin tạm gọi cái này là kịch bản Bắc Kinh. Và cái thiết kế viên thứ hai là Mỹ. Người Mỹ trong cái chiến lược chuyển trục sang châu Á thì họ nhìn thấy cái vị trí chiến lược của Việt Nam là tối quan trọng. Do đó họ tìm mọi cách để Việt Nam thấy có lợi khi đi với họ, để từ đó Việt Nam đi vào quỹ đạo của họ để họ thực hiện hai điều. Điều thứ nhất là giới hạn sự bành trướng của Trung Cộng về dùng biển Đông. Và điều thứ hai là thực hiện cái chiến lược xoay trục của họ sang Thái Bình Dương. Thì để thực hiện cái mục đích đó, họ dùng những cái động lực về kinh tế, họ làm cho Việt Nam thấy là được hưởng về quyền lợi kinh tế, và một mặt nữa là họ sẽ làm cho Việt Nam mạnh lên để Việt Nam là một nước có thể giúp họ trong cái chiến thuật đó. Tôi xin tạm gọi cái kịch bản này là kịch bản Tây Phương. Trong chính trường Việt Nam, quý vị đều thấy có hai khuynh hướng chính trị. Cái khuynh hướng thứ nhất là cái khuynh hướng thân Trung Cộng, mà đại diện là ông Nguyễn Phú Trọng và một số nhân vật nổi bật ở trong nước. Và cái khuynh hướng thứ hai là cái khuynh hướng của ông Nguyễn Tấn Dũng, được coi là đại diện của phía thân Tây Phương. Nhưng mà tôi nghĩ rằng
người Mỹ họ đã thực đấy. Ông Dũng hay ông Trọng không có khác nhau nhiều lắm. Nếu người nào giúp họ thực hiện được hai cái mục tiêu của họ là được, họ là những người rất thực tế. Kế tiếp, chúng tôi xin trình bày một số nhân vật chính của kịch bản Bắc Kinh. Thì như là truyền thông báo chí đã nói rất nhiều về nhân vật Nguyễn Bá Thanh. Ông là bí thư thành ủy Đà Nẵng. Ông được chuyển về Hà Nội để làm chức trưởng ban nội chính trung ương. Và ông được ông Nguyễn Phú Trọng đề cử vào Bộ Chính trị, tức là cái người mà ông Nguyễn Phú Trọng nghĩ rằng đó là một nhân vật rất là tích cực trong phe thân Trung Cộng. Nhưng mà rất tiếc là cái chuyện đề nghị này không thành công. Và sau đó một thời gian ngắn, tin tức từ trong nước cũng như hải ngoại loan truyền là ông Nguyễn Bá Thanh bị nhiễm phóng xạ. Rồi từ cái chuyện nhiễm phóng xạ được đính chánh, cuối cùng được xác nhận và ông Nguyễn Bá Thanh được điều trị ở Mỹ. Khoảng thời gian khoảng một tháng, ông được chuyển về Việt Nam điều trị và qua đời cách đó không lâu. Nhắc đến ông Nguyễn Bá Thanh thì chúng ta nhớ hai cái điều tuyên bố của ông rất là ấn tượng. Nghĩa là những cái tuyên bố đó nói lên cái lập trường rất là cứng rắn, và cái lập trường của một cái người mà rất là, nghĩa là thực hiện cái chính sách mà tham lam quyền lực và tham lam những cái lợi ích lấy từ quốc gia. Cái lời tuyên bố đầu tiên, nếu quý vị còn nhớ, thì khi ông làm bí thư thành ủy, ông tiến hành cái chuyện mà cướp đất của giáo dân ở Cồn Dầu. Cái chuyện cướp đất đương diễn ra rất là phức tạp, có những cái sự chống đối rất lớn của đồng bào. Ông Nguyễn Bá Thanh tuyên bố nếu ông không lấy được Cồn Dầu, ông sẽ nhảy xuống sông Hàn tự vẫn. Cái lời nói đó là một cái sự tuyên bố đanh thép, là dứt khoát và con Cồn Dầu phải ra đi. Cái tuyên bố thứ hai của ông đó là khi ông được điều ra Hà Nội để làm trưởng ban nội chính trung ương đó, vừa tới Hà Nội cũng tuyên bố không cần nói nhiều, không hết nhau hết. Nhưng mà rất tiếc rằng cái giấc mộng của một cái người cộng sản không có lòng, không có lương tâm với dân tộc, không thực hiện được. Và cái sự ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh, dù với bất cứ sự đau độc hay là nguyên nhân nào, đó là một sự thất bại rõ ràng của phe thân Trung Cộng. Kể đến, chúng tôi xin nói vài hàng về ông Phạm Quang Nghị. Ông Phạm Quang Nghị là một người thân cận của ông Trọng. Chính ông Trọng có ý định sẽ giới thiệu ông Nghị để giữ cái chức vụ tổng bí thư trong kỳ đại hội thứ 12. Cho nên mặc dù ông Phạm Bình Minh được Ngoại trưởng John Kerry mời sang Mỹ, nhưng mà cái chuyến đi đã bị chặn lại và cái người thay thế là Phạm Quang Nghị. Có thể ông Trọng muốn giới thiệu ông Nghị với những chính khách Hoa Kỳ trước khi ông Nghị đắc cử và lãnh đạo Việt Nam. Một điểm nữa, ông Nghị từ sau khi đi Mỹ về thì chúng ta thấy gần như là không có ai nhắc tới ông nữa. Và một cái điểm mà có thể nói là một cái dấu chỉ thất bại nặng nề của ông Trọng
là trong chuyến đi Mỹ vừa qua, mặc dù có thể nói là con gà ruột, nhưng mà không có trong phái đoàn đi Mỹ của ông Trump. Vậy ai là người sắp xếp nhân sự trong chiến lược này? Rõ ràng có thể nói là không phải là ông Trump. Đó là cái dấu chỉ cho thấy rằng cái phe ông Trump là thất thế rõ ràng. Cái mà nóng hổi trong mấy tuần nay là tin đồn đó về cái chết của ông Phùng Quang Thanh. Hai cái tin mà nổi bật nhất là cái tin ngày 1 tháng 7 trong cái đại hội thi đua quyết thắng toàn quân do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức, không có ông Thanh, dù ông là Bộ trưởng Quốc phòng. Cái nhân mặt thứ hai là trong ngày 29 tháng 6 trong cái cuộc họp thường kỳ của chính phủ, người ta cũng không thấy ông Phùng Quang Thanh. Hai cái vấn mặt đó đó gây ra không biết bao nhiêu đồn đoán, và cho tới bây giờ cũng chưa có một cái thông báo chính thức nào của nhà nước Việt Nam đưa ra. Nhắc tới ông Phùng Quang Thanh này thì chúng ta nhớ ông có hai cái tuyên bố giống như tuyên bố của Nguyễn Bá Thanh. Khi mà giàn khoan Hải Yến 981 đặt sâu trong nội địa Việt Nam, gây ra những cái tranh chấp chủ quyền một cách rất là nghiêm trọng, thì ông Phùng Quang Thanh với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, ông có tuyên bố cái chuyện đó là cái chuyện tranh cãi giữa anh em trong nhà, chuyện đó không có quan trọng. Bộ trưởng Quốc phòng, cái người chịu trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc lúc Tổ quốc lâm nguy, mà ông coi đó là chuyện thường. Cái tuyên bố thứ hai là ông nói thái độ của dân chúng trong Việt Nam ghét Trung Cộng, cái điều đó nguy hiểm lắm. Thì hai cái câu tuyên bố đó là cái nhãn ông tự dán vô mặt ông, là cái người mà thân Trung Cộng hạng gì chỉ thua có ông Trọng mà thôi. Và khi mà tin tức đồn đó thì chúng ta quý vị lên mạng thấy có một nhân viên trong Ban Bảo vệ Sức khỏe nói rằng đã có tiếp xúc qua điện thoại với ông Thanh, ông Phùng Quang Thanh, thì ông cho biết là ông Thanh vẫn còn khỏe. Và trong hai lần nhắn mặt này đó, ông Thanh có gửi lãng hoa và có gửi bài tham luận. Tôi thấy cái đó nó giống như là cái lời của Ban Bảo vệ Sức khỏe nói về ông Nguyễn Bá Thanh. Khi họ nói ông Nguyễn Bá Thanh còn khỏe, Nguyễn Bá Thanh nói tao khỏe mà, tao có chi đâu, mà chỉ mấy ngày sau chết. Thì cái lãnh hoa này với cái bài tham luận này có phải chăng là cái điềm để báo hai ông Thanh này cùng chung một số phận? À, cái người mà có thể nói rằng là tiêu biểu cho kịch bản Bắc Kinh là ông Trọng. Khoảng tháng 3 năm nãy đây này thì có một cuộc vận động, tôi nghĩ là cuộc vận động chứ không phải là ngẫu nhiên mà người Mỹ mời ông Trọng tới. Để cuộc vận động đó, để ông Trọng được đi Mỹ, đi để làm gì? Một lát nữa tôi sẽ thưa với quý vị, tôi sẽ nói trước là ông Trọng đi diện kiến Tập Cận Bình. Có phải là ông Tập Cận Bình mời ông Trọng hay không? Tôi không nghĩ là như vậy, mà ông Tập Cận Bình triệu tập ông Trọng trước khi đi Mỹ để làm gì? Thứ nhất là cái tình thế của cái phe mà thân Trung Cộng nó suy quá, do đó triệu tập
ông Trần Quốc Hoàn, đó là một hình thức chống lưng cho phe thân Trung Cộng. Họ muốn phe họ đứng dậy. Đó là một. Thứ hai, triệu ông Trần Quốc Hoàn để hỏi ông Trọng những cái điều mà sẽ làm việc với phía Hoa Kỳ là cái gì, để từ đó họ có thể họ gia giảm góp ý để bảo đảm rằng những cái liên lạc, những cái quan hệ của Việt Nam và Mỹ không có gây những cái lo ngại, gây những cái thiệt hại cho Trung Cộng. Và cái đó là cái lý do mà ông Tập Cận Bình triệu ông Trọng qua để biết chắn rằng khi đi chương trình làm việc không xảy ra những gì thiệt hại, không có điều gì ngoài cái ý muốn của Trung Cộng. Và chuyến đi của ông Trọng tới Mỹ, tôi nghĩ sở dĩ không phải mời mà họ dẫn động ngoại giao để Mỹ mời ông Trọng qua, mời để làm gì? Nếu mà ông Trọng được Mỹ mời qua thì đó chứng tỏ rằng cái người Mỹ họ thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái đó là một sự thừa nhận. Và nếu mà có sự thừa nhận như vậy đó thì người Cộng sản Việt Nam sẽ có cái thế trong Đại hội 12 và họ có thể lãnh đạo đất nước trong vòng 5 năm nữa. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà họ vận động cho được để sang gặp ông Tổng thống Obama. Sau đây, tôi xin trình bày một số điểm mà ông Trọng làm trong lúc ông làm Tổng Bí thư cho tới bây giờ. Thứ nhất là ông đã thành công trong việc ngăn chặn Phạm Bình Minh trong chuyến đi Mỹ và thay thế bằng người của mình để giới thiệu thế giới Hoa Kỳ nhân vật sắp là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ hai, ông Trọng có một cái thất bại rất lớn là cử hai người vào Bộ Chính trị, đó là ông Nguyễn Bá Thanh và ông Dương Đình Huệ, nhưng thất bại. Sự thất bại này nói lên cái thế yếu rõ ràng của phe thân Trung Cộng, và ngược lại đó là một cái sự thắng thế của phe thân Tây Phương. Tôi không hiểu họ trước khi đi hay là làm việc họ có những cái chương trình như thế nào, nhưng mà so hai cái chương trình giữa Mỹ tuyên bố và của ông Trọng thì tôi thấy nó không có ăn nhầm gì đâu, nó không có ăn nhập gì nào hết. Mỹ trong khi họ kiến với ông Trọng thì họ đưa ra ba điều căn bản sau đây. Điều thứ nhất là tăng cường hợp tác kinh tế sâu rộng, đặc biệt việc sớm kết thúc đàm phán TPP. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, mở rộng khuôn khổ để họ tiếp cận vịnh Cam Ranh của Hải quân Mỹ. Cái điểm thứ ba là nâng cấp hợp tác quốc phòng thông qua việc tiến tới hủy bỏ toàn diện lệnh cấm vận vũ khí. Cái chương trình làm việc của họ rõ ràng vì cái quyền lợi, vì cái lợi ích của Mỹ, nhất là cái lợi ích khi họ thi hành cái chiến lược chuyển trục sang châu Á Thái Bình Dương. Còn ngược lại, ông Tổng, ông tuyên bố cũng rập khuôn cái kiểu mà 16 chữ vàng, mà tôi thấy nó không có ăn nhập gì với cái chuyện của Mỹ hết. 16 chữ vàng cổ điển của ông như thế này: gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Nghĩa là những cái sáu ngữ cổ điển vô thưởng vô phạt, không ăn nhập gì tới cái chuyện mà bán giao giữa hai nước hết. Tôi không hiểu họ làm cái chuyện đó để làm gì. Thì qua cái sự trình bày vừa rồi cho thấy rõ ràng là mặc dù ông Trọng ông hết sức gắng gượng, nhưng mà cái phe, cái xu hướng thân Bắc Kinh thất thế rõ ràng. Mà hệ thất thế người này là một lợi thế của người kia.
Tiếp theo này tôi xin trình bày về cái kịch bản thân Tây Phương mà đại diện là ông Nguyễn Tấn Dũng, tôi gọi là thủ quỹ của kịch bản thân Tây Phương. Như hồi nãy tôi xin thưa với quý vị là tháng 10 năm 2012, Bộ Chính trị có ý định kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng vì hai lý do. Thứ nhất là điều hành kinh tế một cách tồi tệ. Thứ hai là tham nhũng. Nhưng mà Ban Chấp hành Trung ương đã bác bỏ cái đó. Điều đó cho thấy rằng ông Dũng đã thao túng Ủy ban Chấp hành Trung ương và phe ông Rồng thất bại một cách thảm hại. Và nếu chúng ta đọc những cái thông tin sau đó, thì trong cái cuộc gặp gỡ đồng bào đó, ông Nguyễn Tấn Dũng trình bày cái đó và khóc. Ông Dũng là cái người nắm thế lực tài chánh và ngân hàng ở Việt Nam, cái điều đó là rõ ràng. Và tài chánh và ngân hàng, cái đó là huyết mạch. Điều đó giống như là một cái lực để hỗ trợ cho cái đường đi của ông Dũng. Vì ông nắm được tiền, nắm được tiền là quan trọng. Sau đây tôi xin trình bày một vài sinh hoạt trên con đường chạy đua tới đại hội 12 năm 2016 của cá nhân và phe của ông Dũng. Mặc dù ông thắng một bàn ngoãn mục là Bộ Chính trị không có kỷ luật ông, nhưng ông vẫn bị xếp là cái người tham nhũng nhất ở Việt Nam và cái người không có khả năng điều hành kinh tế. Một cái thành công mà nổi bật là ông đã thành công trong chuyện đề cử ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Kim Ngân vào Bộ Chính trị. Hai người đó vô Bộ Chính trị thì phe ông Dũng đa số rõ rệt. Những cái gì quyết định trong Bộ Chính trị, ông đa số, tức là ông muốn là Bộ Chính trị vote yes John. Điểm thứ ba, Nguyễn Bá Thanh là cái người thân gần như vậy của nhóm thân Trung Quốc mà chết, đó là một cái thắng lợi của ông Dũng, dù là cái chết đầy nghi vấn. Điều đó cho thấy dây cánh của ông Nguyễn Phú Trọng bị chặt lần lượt. Một điểm mà báo chí ít đề cập nhưng mà tôi nghĩ đó là vấn đề quan trọng là trong cái chuyện mà tu chính hiến pháp năm 2013 thì bên phía chính phủ của ông Dũng có đưa một cái đề nghị là tăng quyền cho phía chính phủ. Lúc đó ông Nguyễn Sinh Hùng làm chủ tịch quốc hội, ông bác bỏ. Sau khi cái bác bỏ đó là cái ngân hàng Ocean Bank bị thanh tra và chủ tịch của ngân hàng là ông Hà Văn Thắm bị bắt bỏ tù. Ông Hà Văn Thắm là ai? Ông Hà Văn Thắm là cháu kêu ông Nguyễn Sinh Hùng bằng cậu. Từ cái lúc ông Hà Văn Thắm bị bắt là ông Hùng thấy nhượng bộ một cách rõ ràng bằng cớ là vừa rồi ông Nguyễn Sinh Hùng đồng ý để tăng quyền cho chính phủ. Tăng quyền cho chính phủ là gì? Là cho ông Nguyễn Văn Dũng nhiều quyền hạn hơn để ông muốn làm chuyện gì là ông làm. Đó là một cái thắng lợi rất lớn của ông Dũng. Chuyện ông Hùng Văn Thanh nói là đi trị bệnh ở Pháp, nói là bị ung thư phổi, ông chết hay sống cho tới giờ này thật sự nó không còn quan trọng nữa. Mà bị ung thư như vậy thì ông không đủ tiêu chuẩn để trở thành chủ tịch nhà nước, mà trong những tháng qua có cái đồn đại là ông là cái người mà ứng cử viên rất nặng ký cho chức vụ đó. Nghĩa là
cái sinh mạng chính trị của ông coi như là ông bon phi lan. Đó là một cái điểm mà thắng lợi rất lớn của ông Dung. Sau khi cái tin mà ông Phùng Quang Thanh đi chữa bệnh thì Thượng tướng Đỗ Bá Tị được giao cho cái quyền là giống như là Tổng tham mưu trưởng quân đội thay thế Phùng Quang Thanh. Ông Đỗ Bá Tị là ai? Ông Đỗ Bá Tị là cái người thuộc phe của ông Dũng. Và liền sau khi ông Đỗ Bá Tị được giao cho cái nhiệm vụ đó thì lập tức, tôi xin nói lại là lập tức, vị tư lệnh và chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Thủ đô Hà Nội thay thế lập tức. Cái động thái đó cho chúng ta thấy rõ ràng đó là phe ông Dũng muốn thay cái người bảo vệ để ông dễ dàng làm việc, nghĩa là cái phe bên kia phải, nghĩa là đi để phe ông vô để bảo vệ chính quyền của ông Dũng. Những cái dấu hiệu trên có thể nói là một cái chứng minh gần như rõ ràng là phe thân Tây Phương đang thắng thế. Tôi xin được trình bày phần thứ ba là những thế lực gây áp lực chính trị ở Việt Nam. Vì cái vị trí địa lý rất quan trọng của Việt Nam, cho nên Việt Nam ở trong tầm nhìn của Mỹ. Mỹ muốn Việt Nam trở thành một cái quân bài của họ để họ thực hiện hai cái chính sách mà tôi vừa thưa với quý vị. Vì vậy, họ dùng cái đòn bẩy kinh tế để họ cho Việt Nam thấy là có lợi nếu đi với họ. Và họ đã cử rất nhiều viên chức cao cấp đến Việt Nam để họ thúc đẩy cái chuyện đó. Trong những cái vị mà cao cấp đó là người trợ lý ngoại trưởng đặc trách các vấn đề chính trị và ngoại giao của Hoa Kỳ, ông Phu Ni Thao à, trong cái chuyến đi thăm Việt Nam á, hôm tháng giêng ông có tuyên bố, đây là cái lời ông tuyên bố tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Ông nói mở rộng và củng cố quan hệ với Việt Nam là yếu tố mang tính quyết định cho nỗ lực xây trục sang châu Á của Hoa Kỳ. Không còn dấu diếm gì nữa, mục đích rõ ràng. Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó xảy ra, điều đó cho thấy rằng những cái tổ chức đó đó họ phát triển và cái tiếng nói của họ được lắng nghe ở một mức độ nào đó. Điển hình cái chuyện lắng nghe là cái chuyện chặt cây xanh ở Hà Nội. Những cái tổ chức đó đó họ lên tiếng, họ phản đối, họ đi biểu tình và cái hành động chặt cây xanh đó được ngừng lại, thì họ lần lần gây được tiếng nói và tạo được ảnh hưởng. Nhưng mà thật tình tôi cũng nghĩ rằng họ chưa có tạo được một động lực chính trị để làm thay đổi Việt Nam, chưa đâu. Nhưng mà họ dần dần họ sẽ đạt được những cái tiếng nói mạnh hơn để cùng với nhân dân Việt Nam để làm một cái áp lực chính trị lớn để thay đổi ở trong Việt Nam. Nói đến cái cuộc tranh đấu nào cũng vậy, dân là căn bản. Nhưng mà quý vị thấy ở trong nước không có nhiều tiếng nói của dân chúng phát biểu lên tiếng nói của mình. Nói như vậy không có nghĩa rằng người dân không có quan tâm hay là người dân thờ ơ, bỏ mặc, mà họ có những cái thái độ chính trị rõ ràng của họ. Cái thái độ đó được biểu lộ qua cái cuộc thăm dò của cái cơ quan thăm dò Pew. Tôi xin mở một cái ngoặc nhỏ ở đây. Pew là một cái cơ quan thăm dò rất của Mỹ. Và những cái kết quả thăm dò của Pew đó được những nhà nghiên cứu dùng trong những công việc của họ. Cái danh giá của Pew là ở chỗ đó. Theo những cái chuyên môn đó, những cái thăm dò đó đó được cho phép
cái biên độ sai số. Chữ biên độ sai số tôi dịch từ cái chữ mà margin error để quý vị nắm được cái chữ đó tôi nói cái gì. Cái biên độ sai số được cho phép từ 0 tới 5. Nhưng mà cái pew này, cái biên độ sai số của họ chỉ từ 0 tới 2. Do đó cái một mức độ chính xác của họ rất cao. Và cái thăm dò của họ, cái kết quả như thế này, là 78% người Việt Nam được thăm dò cho biết rằng họ có cái nhìn rất là tích cực đối với Mỹ. 78% người Việt có nhìn cái nhìn rất tích cực với người Mỹ. Và họ nói không đối với Trung Cộng. Họ nói dùng, họ dùng chữ Trung Quốc nhưng mà tự dịch là Trung Cộng. Trên cái trường quốc tế đó, Trung Cộng được cộng đồng quốc tế đánh giá một cách tích cực. Nhưng mà hai nước láng giềng gần nhất của Trung Cộng là Nhật Bản và Việt Nam có cái nhìn rất là tiêu cực. 89, tức là còn một nấc nữa là 90% người Nhật là họ không thích Trung Cộng. Và 74% người Việt Nam có cái nhìn rất là tiêu cực đối với Trung Cộng. Chỉ có 19% người Việt Nam có cái nhìn tích cực với Trung Cộng mà thôi. Mà tôi có cái bản kết quả thăm dò của cơ quan Pew về sự hiện diện của Mỹ ở Đông Nam Á thì tôi xin đọc. 13% người Việt Nam coi cái đó là xấu, và 71% người Việt Nam cho rằng sự hiện diện của Mỹ tại vùng châu Á là tốt. Đối với người Philippines, 21% cho là xấu và 71% cho là tốt. Cái người Nhật Bản, 31% cho là xấu và 58% cho là tốt. Thì nhìn như vậy, sự có mặt của người Mỹ ở Thái Bình Dương là một cái mong muốn của nhiều nước, trong đó có chúng ta. Thì tóm lại, những cái thăm dò ngoại giao, những cái chuyến mà thăm du giao thiệp công du của những nhân vật lãnh đạo của Mỹ cùng với cái cuộc thăm dò này cho thấy là cái thái độ của người dân trong nước, họ có cái nhìn gần giống như là cái nhìn của ông Dũng, nghĩa là phải tìm cách đi về phía Tây Phương để cứu lãnh phía Tây. Thì xuyên qua những cái con số và những cái sự kiện được trích dẫn mà tôi cố gắng, tôi tìm những cái thông tin mà tin cậy. Tôi không nói hoàn toàn 100% những cái thông tin tôi đưa ra là tin cậy, nhưng mà tôi cố gắng tối đa để được thưa với quý vị là những thông tin đó tôi chọn lọc kỹ lưỡng, cho thấy rằng Việt Nam sẽ đi tới những cái kịch bản sau đây. Cái thứ nhất, tôi xin thưa lại một lần nữa là đây chỉ là dự đoán. Dự đoán có thể đúng và có thể sai. Bây giờ nó đúng, nhưng mà còn tới 6 tháng nữa là biết đâu tới tháng 5 rồi ông Dũng, ông bị ám sát chết, thì dự đoán này cũng trật lắm. Thành ra xin thưa là cái dự đoán mà thôi. Cái dự đoán thứ nhất là ông Trọng sẽ nghỉ hưu và phe đảng chỉ chiếm những cái vị trí kém quan trọng. Đảng Cộng sản Việt Nam suy yếu, và tôi có nói là từ từ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị đào thải. Vì chúng ta nhìn lại 3 trong 12 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ lúc thành lập tới giờ có 12 Tổng Bí thư, mà 3 người này là 3 người được xếp vào thành phần yếu kém. Và cái đài yếu kém như vậy đó, thì cái chuyện mà đi tới cái đào thải là có thể xảy ra. Vì vậy mà tôi đoán là họ có thể đi tới chỗ đào thải. Cái dự đoán thứ hai là theo những cái suy luận cũng như theo những cái phân tích của những cái ký giả ngoài quốc, thì họ thấy ông Dũng
là cái người có nhiều tiềm năng trở thành tổng bí thư, rồi cái người mà có tiềm năng trở thành chủ tịch nước lại không còn hiện diện nữa, nghĩa là không đáp ứng được cái tiêu chuẩn nữa, thì ông Dũng có thể vừa là tổng bí thư mà vừa là chủ tịch nước. Mà nếu trường hợp này xảy ra đó thì nó giống như cái trường hợp Trung Cộng với Tập Cận Bình là tổng bí thư mà kiêm chủ tịch nước. Từ đó cái quyền hành gần như tuyệt đối. Đó là cái thế của ông Dũng. Nhưng mà khi ông nắm được cái đó rồi, tôi vẫn nghĩ rằng ông vẫn giữ Đảng Cộng sản để chi vậy? Ông giữ cái đó làm cái tấm bình phong để ông áp dụng cái chế độ độc đảng và độc quyền tại Việt Nam. Và một cái dự đoán thứ ba là nếu mà phía Mỹ tiếp cận và thành công trong những cái mục đích của họ thì Việt Nam có cái cơ hội gần với Mỹ hơn, có thể có những cái quan hệ chặt chẽ hơn, thì cái kịch bản nó sẽ khác. Lúc đó có thể Việt Nam không còn chế độ cộng sản và Việt Nam sẽ tiến tới một chế độ tự do dân chủ giả hiệu, tôi xin thưa là giả hiệu, giống như là Liên Xô dưới thời Tập Cận Bình hiện tại. Đó là cái kịch bản thứ ba mà có thể xảy ra. Và rõ ràng là cái nền kinh tế Việt Nam ở trong cái nhu cầu cấp bách cần phải cải thiện để Đảng Cộng sản sống còn. Do đó nếu ông Dũng là cái người mà nắm quyền hành thì ông sẽ tìm mọi cách để cho cái nền kinh tế vực dậy, mà muốn vực dậy là phải đi giữa Mỹ, cái đó là tất nhiên. Cái thứ năm, vì cái nhu cầu kiềm chế Cộng sản Trung Quốc thì có thể Mỹ có một số nhượng bộ. Những cái đòi hỏi bây giờ là nhân quyền, dân chủ, nhưng mà để cho Việt Nam mà đứng vững được và gia nhập cái TPP được thì có thể họ gia giảm cái đó, nghĩa là thay vì đòi 10 họ đáp ứng, Việt Nam đáp ứng 7, người Mỹ có thể họ chấp nhận. Vì ông Tổng thống Obama ông có được quyền đàm phán nhanh, ông có quyền quyết định cái đó, thì đó là một cái lợi thế để họ sử dụng Việt Nam như là một cái quân bài cho họ vậy. Và cách đây cỡ 2 tuần tôi có coi trên Yahoo thì tôi thấy ông John McCain. Ông John McCain là thượng nghị sĩ ở quê tôi ở Arizona, và cũng xin thưa một cái chuyện ngoài lề là cộng đồng người Việt ở Arizona ủng hộ ông John McCain rất là tích cực và có một cái mối liên hệ có thể nói là rất khăng khít. Tôi xin đưa ra một cái thí dụ. Cách đây 3 tháng, nhạc sĩ Trúc Hộ với lại luật sư Đỗ Vũ muốn gặp ông John McCain thì kêu điện thoại qua ban chấp hành cộng đồng, mà tôi đã cố dẫn cho mấy cháu đó còn trẻ lắm. Thì chúng tôi gọi nhân hậu ông John McCain làm cái cuộc gặp gỡ, ông tiếp điện. Và có một cái điều đặc biệt là khi hai người đó là luật sư Đỗ Phủ với lại Trúc Hậu vừa trình bày cái đề án, ông John McCain ông lấy ông để ngay chỗ ông, ông nói let me take it. Cái đó tôi dòm tôi thấy rất là cảm động. Họ sẵn sàng họ làm, nghĩa là mọi chuyện mình yêu cầu. Vì vậy tôi nói với ban chấp hành cộng đồng là cố gắng tối đa trong cái kỳ bầu cử sắp tới của ông. Và tôi đã nói cái chuyện đó với ông Hải. Tôi nói xin lỗi, tôi nói nguyên nhân tôi nói là nãy anh viết cho tôi một cái check, tôi cầm về để đưa vô cái quỹ tranh cử của ông thượng nghị sĩ John McCain. Tôi muốn anh là cái người nghị sĩ thượng nghị sĩ duy nhất của người Việt Nam ở ngoài nói chuyện với ông nghị sĩ của tôi. Thì rất tiếc là vì cái nguyên tắc ngoại giao hay cái gì đó, anh Hải nó không được, nghĩa là mình không có quyền xâm phạm tới bên đó và bên đó không có quyền xâm phạm tới mình, không có quyền ảnh hưởng.
thì điều đó cho thấy rằng á, nghĩa là ông John McCain ông rất là thân tình với mình, và cái cộng đồng mà nhỏ bé của Arizona đó, trong cái kỳ bầu cử với người thống đốc, chúng tôi đem toàn bộ, nghĩa là làm những cái quỹ tranh cử và cái vận động, ông thắng cử, ông đề cử liền cái người chủ tịch cộng đồng vào chức vụ trưởng ban y tế của tiểu bang, tức là cái người đó là coi hết những cái nhà thương, những cái chính sách rồi này nọ, coi hết. Thì những cái thành quả đó đó, tôi muốn chia sẻ với quý vị là những cái người trẻ họ làm được việc lắm, và họ cũng gặp những cái trở ngại từ những anh em còn theo cái phương pháp mà mình vẫn làm từ trước đến nay đó, họ có nhiều tiến bộ, họ có nhiều ưu điểm họ làm được. Đó là những cái mà ông John McCain ông làm cho cộng đồng mình, ngoài cái việc mà khi tôi đi HO, những anh em HO từ 1 cho tới 21 là có con mà trên 21 tuổi đều được cho đi, nhưng mà tới HO 22 cái chuyện đó không được, ngừng lại. Chính ông John McCain này ông đã đưa ra một cái đạo luật và được thông qua cho phép những con em đó được đi Mỹ đoàn tụ với cha mẹ. Cái đó thì tôi nói với mấy người trẻ cộng đồng, cái đó cái ân nghĩa nào nó lớn hơn được đó. Vì vậy chúng tôi làm là như vậy. Để trở lại vấn đề, ông John McCain nói này, trong cái ngày 5 tháng 7 ông có đề nghị chính phủ Hoa Kỳ là bãi bỏ toàn bộ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam, và một điểm thứ hai là bán cho Việt Nam đầy đủ những thiết bị cần thiết để họ tự vệ. Thì đó là những cái dấu hiệu mà mình có thể nhìn thấy nó có thể nó xảy ra trong vòng tháng tới, 6 tháng tới. Để kết luận thì tôi nghĩ rằng Việt Nam không có nhiều thời giờ để chạy vào nữa, và người Mỹ không còn đủ kiên nhẫn để đợi nữa. Nghĩa là mọi chuyện nó ở trong cái hoàn cảnh gấp rút. Cái gấp rút mà mình thấy rõ ràng đó, nghĩa là trước khi đại hội 12 của họ, hai cái người lãnh đạo số 1 và số 2 thế giới đều tới Việt Nam để gặp chính quyền và đảng Việt Nam là ông Tập Cận Bình và ông Obama. Hai người đó đều tới Việt Nam trong cuối năm nay thì thấy rõ rằng cái tầm mức quan trọng của Việt Nam như thế nào. Chúng tôi rất là được vinh dự được trình bày một vài ý kiến thô thiển và được quý vị lắng nghe. Giờ này đúng là theo chương trình đúng là chấm dứt, nhưng mà như chúng tôi có giới thiệu với tất cả các quan khách là anh em chúng tôi, tức là Liên minh Dân chủ, có một cái buổi đại hội bán nhiệm kỳ vừa qua, và trong buổi đại hội đó nhằm để duyệt xét lại những cái thành quả, những cái con đường mà anh em chúng tôi sẽ đi trong những ngày tháng sắp tới, thì xin quý vị khán giả cho phép chúng tôi 10 phút cuối cùng để chúng tôi được trình bày cái đường lối và sách lược của Liên minh nằm trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chúng tôi xin mời chiến hữu Lê Hồng Thanh là phó chủ tịch của Liên minh Dân chủ Việt Nam được trình bày trong vòng 10 phút. Xin anh cố gắng thu kém gói gọn để đồng bào cũng như là tất cả quan khách đã kiên nhẫn chờ đợi suốt từ hồi 1 giờ, nghe suốt từ 1 giờ cho đến giờ phút này. Một lần nữa chúng tôi xin thành thật cảm ơn tất cả quý quan khách đã chờ đến ngày hôm nay, và xin mời chiến hữu Lê Hồng Thành. Trước đây ông Lê Hồng Thanh là cựu sĩ quan Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tị nạn cộng sản và định cư tại tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ năm 1975, tốt nghiệp ngành kỹ sư điện Ohio State University, làm việc cho đại công ty điện lực Entergy từ ngày ra trường 1981, đang là Project Manager, giám đốc điều hành. Ông từng là chủ tịch cộng đồng người Việt tại Dayton, Ohio, và hiện giờ ông là chủ tịch Hội đồng Giám sát Trung ương Cộng đồng người Việt Liên bang Hoa Kỳ.
đương kim chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại Louisiana, Phó Chủ tịch Nội vụ Ủy ban Chấp hành Trung ương Liên minh Dân chủ Việt Nam, xin mời ông Lê Hồng Thanh. Cảm ơn Cháu Vy và kính chào quý vị trưởng thượng, quý vị chủ tịch hội đoàn, cộng đoàn và quý đồng hương cũng như quý chiến hữu. Về tướng anh cho chúng tôi thời giờ ngắn và chúng tôi cố gắng bước nhanh để có thể vượt qua được cái thời giờ. Kính thưa quý vị, trong những năm gần đây, sự tranh chấp ở Biển Đông càng ngày càng trở nên gay gắt và vấn nạn của Việt Nam trước hiểm họa mất đất, mất biển càng ngày càng trở nên hiện thực. Do đó, nhu cầu đại đoàn kết dân tộc để huy động sức mạnh của toàn dân chống ngoại xâm đã trở nên cấp thiết hơn lúc nào hết. Chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay, thiểu số cầm quyền đứng trên pháp luật, nạn tham nhũng coi như bất trị, bất công xã hội ngày càng trở nên tồi tệ, đạo đức suy đồi, nhân phẩm của dân tộc Việt Nam đã bị chà đạp thô bạo. Hậu quả của những yếu tố nêu trên và sự khách tận của ý chí hệ Cộng sản, nó đã bị bế tắc và đang trên con đường bị hủy diệt. Do đó Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể thoát ra khỏi tiến trình này. Do đó vấn đề thay đổi thể chế Việt Nam còn chỉ là vấn đề làm thế nào và bao giờ, giống như là chiến hữu của chúng tôi Nguyễn Ngọc Sản đã trình bày. Trên con đường đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền của dân tộc Việt Nam, Liên minh Dân chủ Việt Nam trân trọng đưa ra tiến trình bao gồm những điều kiện tối thiểu và cần thiết để chuẩn bị cho sự ổn định, phục hồi và phát triển cho một nước Việt Nam hầu vượt qua những bế tắc chính trị và kinh tế hiện nay, với quan điểm rằng việc ưu tiên hàng đầu là phải thay đổi thể chế độc tài cộng sản hiện nay và thực hiện sự đại đoàn kết dân tộc mới huy động được sức mạnh tổng thể của toàn dân chống ngoại xâm hầu bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ. Và yêu cầu bức thiết nhất hiện đó là nhu cầu bức thiết nhất của dân tộc Việt Nam của chúng ta hiện nay. Thưa quý vị, bản tiến trình dân chủ hóa Việt Nam đã được nghiên cứu và đã được soạn thảo kể từ năm 2012 và 2013 đã hoàn tất, và chúng tôi đã được Đại hội Thế giới kỳ 7 của Liên minh Dân chủ Việt Nam tại Boston năm 2013 chấp thuận. Và cái bản tiến trình này cũng đã được phổ biến ở quốc nội đến các chính phủ của quốc gia có liên hệ đến khát vọng tự do dân chủ cho Việt Nam và phổ biến ở trên website của Liên minh Dân chủ Việt Nam. Bản tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam của Liên minh Dân chủ Việt Nam gồm những sách lược căn bản để thiết lập một chế độ dân chủ, tự do và pháp trị cho đất nước Việt Nam. Tiến trình gồm có 8 điểm. Thứ nhất là hòa giải dân tộc để tiến đến hòa hợp dân tộc. Đây là một vấn đề nhạy cảm và dễ gây ngộ nhận. Tuy nhiên, để có một cái nhìn rất là chính xác, rõ ràng, vấn đề này không thể né tránh, phải được nêu lên và phải được thảo luận một cách kỹ lưỡng. Hòa giải và hòa hợp là để đề cập đến, đã được đề cập ở trong cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam này, nhằm xoa dịu những vết thương của lịch sử, tức là giải quyết sự hòa giải giữa các thành phần dân tộc một cách thỏa đáng để dân tộc Việt Nam có thể thực hiện được sự hòa hợp dân tộc. Một dữ kiện thời sự hồi đầu tháng 7, nếu chúng ta theo dõi thì chúng ta thấy, người ta nhìn thấy là cái người Cộng sản Việt Nam họ vui mừng và hí hửng khi tổng bí thư của họ là Nguyễn Phú Trọng đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp đón ở Tòa Bạch Ốc, ở phòng bầu dục. Từ các phản ứng đến cung cách hành xử cũng cho tới thông tin tuyên truyền, Việt Cộng đã cho thấy là họ sẵn sàng hòa giải với kẻ thù cũ mà họ gọi là đế quốc xâm lược hay là thế lực thù địch. Và trước đó, nếu chúng ta theo dõi được cái thái độ của Cộng sản, chúng ta thấy họ cũng vậy. Họ cũng có thể hòa giải với cái kẻ thù mà gọi là kẻ thù phương Bắc hay là thế lực bành trướng phương Bắc, Bắc Phương,
mà đã tử chiến với họ ở trong cái cuộc xâm lăng năm 1779, trước cái cuộc gọi là dạy cho Việt Nam một bài học. Vậy mà họ có thể hòa giải được. Nhưng còn đối với người dân Việt Nam của chúng ta, miền Nam cũng như là quân cán chánh Việt Nam Cộng Hòa, thì Cộng sản Việt Nam luôn dùng những cái xảo thuật hay là xảo ngữ hòa giải hòa hợp để lừa gạt những người nhẹ dạ Việt Nam lẫn người ngoại quốc cho cái mục tiêu tuyên truyền và gây chia rẽ hàng ngũ quốc gia của họ. Trên thực tế, những người dân đã đứng lên chống lại sự độc ác, vô nhân và lừa đảo của tập đoàn độc tài Cộng sản Việt Nam đều bị đàn áp, bắt bớ, lao tù và đại ái. Do đó, vấn đề tiên quyết cho việc hòa giải để tiến tới hòa hợp dân tộc là Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt mọi hành động đàn áp, cưỡng bức người dân trong nước. Nghĩa là họ phải hòa giải với người dân trong nước trước, cởi trói các biện pháp dùng cơ quyền áp bức người dân, mở rộng tự do để người dân được phát biểu, tôn trọng tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, lập hội, bồi thường đích đáng những tài sản, những đất đai của người dân bị cưỡng chiếm, và đặc biệt trừng phạt những tham quan, chấm dứt dùng bọn cường hào ác bá để áp bức dân lành, mở rộng sinh hoạt tự do dân chủ, từ đó tiến tới hòa hợp. Vậy cái bước đầu tiên, người Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải hòa hợp với tất cả mọi thành phần dân tộc đầu tiên ở trong nước trước. Chúng tôi xin nhân cơ hội này xin xác định là Liên minh Dân chủ Việt Nam không có nhu cầu hòa giải hòa hợp với nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội và Đảng Cộng sản. Thứ hai, bãi bỏ chế độ Cộng sản và quốc hiệu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ nghĩa Cộng sản là nguyên nhân chính gây ra cái cuộc chiến tranh khốc liệt tại Việt Nam. Và kết quả của cuộc chiến tranh này dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đem lại sự sụp đổ toàn bộ về văn hóa, đạo đức, xã hội, kinh tế và sự phát triển của Việt Nam. Đồng thời, chính sách của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam trước và ngoài sân. Lịch sử đã chứng minh sự thất bại của chủ nghĩa Cộng sản trong việc phát triển cuộc sống của con người, vì dư dật bị trước pháp và giai cấp đấu tranh không còn thích hợp với sự tiến bộ của nhân loại cũng như đối với đất nước và con người Việt Nam. Chủ nghĩa này phải được bãi bỏ càng sớm càng tốt. Bấy lâu nay, người Cộng sản đã khẳng định là họ theo cái kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là ưu việt, bách chiến bách thắng. Khi đổi sang cái kinh tế thị trường, họ còn gắn theo cái đuôi là theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, đã làm cho cái nền kinh tế của Việt Nam sống dở chết dở. Và cũng từ đầu tháng 7, cũng ngay cái đầu từ đầu tháng 7, Nguyễn Phú Trọng và bầu đoàn thê tử qua bên Mỹ để cầu xin được cái gì? Cầu xin là được công nhận rằng Cộng sản Việt Nam là một quốc gia theo cái kinh tế thị trường. Để có thể được chấp nhận vào cái hiệp định gọi là TPP, tức là Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, chúng ta thấy gì ở chỗ này? Thật rõ ràng là chế độ Cộng sản Việt Nam hay là xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đầu bạc đầu hàng tư bản rồi, có phải không quý vị? Xin được nhận là nước theo xã hội kinh tế, tức là thị trường. Vậy một khi đã nhận và được công nhận là quốc gia theo kinh tế thị trường, thì chế độ Cộng sản và xã hội chủ nghĩa không còn tồn tại ở Việt Nam trong những ngày tới đây. Thứ ba, phi đảng hóa các cơ quan hành chính, tư pháp, cảnh sát, công an và quân đội. Một quốc gia độc lập, dân chủ và pháp trị đòi hỏi phải có một hệ thống hành chính căn bản làm nền tảng cho việc điều hành các cơ quan chính quyền trung ương đến địa phương. Khi một thành viên của một đảng chính trị được bầu lên làm là nhà cầm quyền tại một đơn vị hành chính, nhân vật này phải điều hành nguồn máy hành chính trên căn bản của luật pháp quốc gia. Ngoài ra, có những vị trí ở trong cái nguồn máy hành chính
do những chuyên viên hành chính đảm trách những người này phải độc lập với nhà cầm quyền. Một quốc gia dân chủ và theo pháp trị đòi hỏi phải có một hệ thống tam quyền phân lập, các cơ quan tư pháp không lệ thuộc vào cái nhà đang cầm quyền. Cơ quan này sẽ sử dụng cái chức năng của mình theo hiến pháp và luật pháp. Cảnh sát, công an là cơ quan thi hành các luật pháp quốc gia để bảo vệ an ninh và trật tự. Không ai có quyền sử dụng họ với mục đích riêng tư nào, dù kẻ đó là ai. Hay nói khác đi, nhiệm vụ của cảnh sát công an là bảo vệ, phục vụ dân, thi hành luật pháp quốc gia. Một quốc gia độc lập muốn giữ gìn biên cương, bờ cõi trước sự xâm lăng của ngoại xâm, lấn chiếm của ngoại bang, phải có một quân đội hùng mạnh và tinh nhuệ. Quân đội này có nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải và dân tộc. Quân đội phục vụ cho quyền lợi của quốc gia dân tộc, không phục vụ cho một đảng phái chính trị nào và do đó không thể là công vụ của đảng cầm quyền. Trong khi đó, quân đội nhân dân của Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam xích quá từ khi cầm quyền. Quân đội nhân dân phải tuyên thệ trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là điều không thể chấp nhận được trong một quốc gia dân chủ phát triển. Tin tức thời sự thì quý vị thấy là ngày 1 tháng 7 năm nay, trong đại hội thi đua toàn thắng toàn quân lần thứ 9 do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức, Thủ tướng của Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng đã nhắn nhủ toàn quân: quân đội phải trung thành với Tổ quốc, mà không nói là quân đội trung thành với Đảng nữa. Chúng ta thấy gì ở đây qua lời tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng? Bất luận là ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng của Việt Cộng, có thực tâm hay là giả vờ muốn quân đội nhân dân phải phục vụ cho quyền lợi của dân tộc, chứ không phải là quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cho thấy tiến trình dân chủ hóa Việt Nam đã vạch ra con đường mà mọi người quốc gia mong muốn, và đã đến lúc người Cộng sản cũng phải thừa nhận đó là đúng để thay đổi. Do đó, chúng ta có thể thấy tính khả thi của tiến trình dân chủ hóa Việt Nam mà chúng tôi đã gửi vào quốc nội trong những năm qua. Thứ tư, nguyên tắc thượng tôn pháp luật và bình đẳng trước pháp luật. Một chính quyền tốt nhất là một chính quyền dựa vào sự thượng tôn pháp luật. Nguyên tắc này không cho nhà cầm quyền và những đại diện chính thức của họ sử dụng quyền lực một cách tùy tiện và bắt hành pháp, đặt mọi hoạt động của mình dưới sự phán xét của cơ quan tư pháp và giám sát của lập pháp. Thứ năm, chấp nhận đa đảng, đối lập và các quyền căn bản của con người đã được ghi ở bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đa đảng và đối lập là một sinh hoạt chính trị không thể có ở tại các quốc gia dân chủ phát triển. Hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều theo thể chế đa đảng. Đối lập là một điều kiện phải có trong sinh hoạt chính trị để những tiếng nói hay là những sự phản đối của các tổ chức chính trị được phát biểu. Vì đối lập đại diện cho tiếng nói của tập thể thiểu số, đối lập hạn chế sự quá đáng của chính quyền qua những cái biểu lộ và chống đối của đối lập. Đối lập góp phần kiểm soát chính quyền trong những chương trình không thiết thực và mỹ dân của chính quyền đưa ra. Thứ sáu, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng những cam kết thực thi nhân quyền theo bản Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nhà cầm quyền Việt Nam đã gia nhập vào Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 9 năm 1977 và cam kết tôn trọng quyền con người ghi trong bản Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nhưng điều này họ chưa bao giờ tôn trọng. Từ quyền tự do tín ngưỡng không được tôn trọng, mà tự do tôn giáo là bị đàn áp, quyền tư hữu bị vi phạm. Và tất cả những cái công quyền con người đều không được tôn trọng ở tại Việt Nam. Những cái điều đó cần phải được làm đúng theo bản Hiến chương Liên Hợp Quốc mà bây giờ áp lực của Tây Phương rất nặng nề. Thứ bảy, tổ chức một cuộc tổng tuyển cử để bầu ra quốc hội lập hiến dưới sự giám sát của quốc tế để soạn thảo một bản hiến pháp mới phản ánh nguyện vọng của người dân. Trong một chế độ dân chủ, chính quyền phải do dân
và đại diện cho họ thay vì thay thế cho người dân để điều hành và quản trị đất nước. Tự do bầu cử giúp cho người dân có cơ hội chọn lựa người lãnh đạo và trình bày những quan điểm của họ về những vấn đề khác nhau. Để có được một cuộc tổng tuyển cử tự do, dân chủ, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ quyền lực và một chính phủ lâm thời gồm đủ các đại diện của các chánh đảng, đoàn thể, thân hào nhân sĩ được thành lập. Chính phủ lâm thời sẽ chỉ định một hội đồng bầu cử gồm đại diện của các đảng phái, tổ chức độc lập, luật gia để soạn thảo và bầu cử cũng như là ứng cử với tính cách dân chủ, tự do, thực sự. Sau khi 6 nguyên tắc căn bản nêu trên ở trong lộ trình được thực thi thì cuộc bầu cử quốc hội lập hiến sẽ do hội đồng bầu cử tiến hành dưới sự quan sát của quốc tế. Sự hiện diện và giám sát của quốc tế bảo đảm sự công bằng và tự do. Chính phủ lâm thời có trách nhiệm giúp đỡ ủy ban giám sát quốc tế làm nhiệm vụ mà không bị ngăn trở. Thứ 8, chuyển giao quyền lực ôn hòa dưới sự giám sát quốc tế. Nếu các đề nghị trong bản tiến trình dân chủ hóa Việt Nam này được tôn trọng và áp dụng đúng mức, tức là sau khi chúng ta thực hiện được sự hòa giải để đi đến hòa hợp dân tộc, xóa bỏ chế độ cộng sản và thay đổi quốc hiệu, phi chính đảng trong bộ máy chính quyền quân đội, tôn trọng các quyền căn bản của người dân qua các cuộc bầu cử một quốc hội lập hiến và bầu ra cấp lãnh đạo, thì việc chuyển giao quyền lực có thể xảy ra một cách ôn hòa, bất bạo động dưới sự giám sát của quốc tế. Một cuộc chuyển giao minh bạch, có trật tự và ôn hòa để bảo đảm sự ổn định cho chức năng bình thường của các cơ cấu quyền lực. Đây là giải pháp lý tưởng có thể áp dụng được trong tình trạng của Việt Nam trong những ngày sắp tới. Kết luận, tiến trình dân chủ hóa Việt Nam trên đây đưa ra những điều kiện căn bản và cần thiết để đặt nền móng cho một nước Việt Nam dân chủ phát triển, hầu thay thế đường lối độc tài đảng trị hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những yếu tố căn bản cần phải có như là đặt bộ máy hành chính, tư pháp, quân đội, công an và cảnh sát khỏi ảnh hưởng của sự chi phối của các chính đảng, bảo đảm quyền công dân và sau cùng thực hiện một cuộc bầu cử tự do dưới sự giám sát của quốc tế. Đây là những nền móng căn bản để xây dựng một quốc gia tự do dân chủ thực sự cho Việt Nam. Bằng mọi giá chúng ta phải đạt cho được để giải tỏa những vấn nạn hiện nay của Việt Nam. Đây cũng là ý nguyện, trách nhiệm của toàn dân Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại. Tuy nhiên, sẽ không có cái việc mà gọi là bất chiến tự nhiên thành. Cho nên, cho để đạt được một nền dân chủ cho Việt Nam. Vì vậy, cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại cần phải tích cực tối đa trong những ngày tháng sắp tới để vận động ráo riết công tác đấu tranh ngoại vệ và yểm trợ mạnh mẽ, quyết liệt hơn cho các anh em dân chủ ở trong nước để họ mạnh dạn đứng lên thu ngắn con đường trong gai để đẩy dân bảo quyền độc tài tham ô hèn với giặc ác với dân ra khỏi trung tâm quyền lực với sức ép của toàn dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Một khi sức mạnh của toàn dân được huy động trong hoàn cảnh thuận lợi của thời cuộc, tương lai của một nước Việt Nam sáng lạn với một thể chế dân chủ, tự do, độc lập và quốc cường chắc chắn không phải chỉ còn là mơ ước mà hiện thực sẽ đến trong một ngày rất gần. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.